Sau một tháng sử dụng chiếc One X 2 này thì hôm nay mình xin mạnh dạn đưa đánh giá cho anh em. Thực sự thì cái con One X 2 này nó quá ngon anh em ạ. Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu video về trải nghiệm của mình trong một tháng sử dụng One X 2 nhé. Ok, đầu tiên có lẽ là mình sẽ chia sẻ về những cái điểm mà mình thích ở trên con One X 2 này đi. Và có lẽ là nếu như anh em đã sử dụng con One X đời đầu rồi thì chúng ta biết rằng là nó không có cái màn hình này đúng không? Thế nhưng mà ở trên One X 2 chúng ta đã có một cái màn hình AMOLED. Nếu như mà xét trong cái tầm giá là cùng phân khúc với One X 2 ấy, thì mình thấy rằng là đã có rất là nhiều những cái camera mini ấy, nó đã có cái màn hình này rồi. Thế nhưng mà nếu như bỏ qua những cái việc là AMOLED màn hình nó sáng ra này, thì mình rất thích cái tính năng tích hợp ở trên màn hình của con One X 2 này. Anh em hoàn toàn có thể là set up tất cả những cái chế độ quay này, những cái mode ở trên con One X 2 này thông qua cái việc là lướt màn hình thôi. Và với một cái người mà lười như mình rất là ngại cái việc mà kết nối điện thoại với cả cái camera này để có thể là set up những ứng dụng ấy, thì mình thấy rằng là cái màn hình này nó rất là đa năng và mình vô cùng là thích cái màn hình ở trên con One X 2. Tiếp đến thì có nhiều anh em suy nghĩ rằng là với những con cam 360 này thì anh em quay vlog cái dạng mà giống như gimbal ấy thì anh em sẽ không quay được. Thế nhưng mà nếu như các bạn đã từng xem cái video mà mình với anh Phong đã giới thiệu về chiếc One X 2 này, thì ở trên con em này ấy, nó sẽ có được một cái tính năng đó là Steady Mode. Nó gần giống như một cái dạng mà chúng ta quay vlog ở trên con GoPro vậy. Thế nhưng mà ở đây thì nó sẽ có góc rộng là 150 độ. Và với tính chất là một cái camera 360 thì chúng ta sẽ cộng hưởng được rất nhiều từ cái con camera này. Tức là khi mà anh em quay vlog thì chúng ta hoàn toàn có thể là linh hoạt cái cam trước và cam sau. Và với tính chất là một cái camera 360 ấy, thì anh em sẽ tận dụng được cái sự linh hoạt của camera. Tức là chúng ta sẽ có thể là quay cam trước và cam sau, và hoàn toàn anh em có thể là theo dõi qua cái màn hình này. Đó là một cái sự tiện lợi vô cùng lớn ở trên con One X 2 này. Tiện nói về làm vlog thì âm thanh ở trong vlog cũng là một cái điểm mà mình đánh giá rất là cao. Với 4 mic thu âm ở trên con One X 2 này thì nó sẽ cho anh em một cái chất âm nó khá là trong trẻo và âm thanh nó sẽ khá là rõ ràng. Và nếu như các bạn quay vlog thì cái chất lượng âm thanh nếu mà tốt ấy, nó sẽ là một cái điểm cộng rất lớn dành cho video của chúng ta. Và bây giờ thì mình sẽ để ở đây cho anh em một cái đoạn mà mình đã thu âm ở trên con X2 này để các bạn có thể là nghe và tự đánh giá nhé. Hello anh em, hiện tại thì mình đang test cho anh em mic ở trên chiếc One X2. Đó, bây giờ thì mình đang ở trong hầm xe thì có lẽ nó sẽ hơi ồn một chút. Thế bây giờ thì mình sẽ đi ra ngoài nhé. Mình đang phải đeo khẩu trang bên dưới để nói cho anh em nghe rõ hơn. Và anh em hoàn toàn có thể là cảm nhận được mic ở trên chiếc One X 2 này. Chúng ta sẽ tự đánh giá để xem là nó có hay hơn những cái chiếc camera khác hay không nhé. Đó. Và một cái điểm nữa mà mình vô cùng thích ở trên One X 2 ấy, đó là chống rung. Với tính chất là một chiếc cam hành động thì tất nhiên rồi, cái chống rung của nó rất là tốt. Và khi mà mình so sánh với những cái sản phẩm mà cùng phân khúc và với cái giá tiền này ấy, thì cái chống rung mà mình sở hữu được nó ngon hơn rất nhiều so với cái giá tiền mà mình phải bỏ ra. Ở trên mỗi con camera thì nó sẽ có một cái vũ khí riêng. Và với One X 2 thì cái vũ khí của nó đó chính là cái app Insta 360. Anh em nào mà đã theo dõi mình ở trên kênh Tokyo thì anh em cũng biết là đợt này mình đã có một cái series làm về trích của One X 2. Và thật sự là cái app Insta 360 này ấy, nó có quá nhiều những cái effect này, nó có những cái shot lab vô cùng là hay. Và ở trên cái app này ấy, thì nó có khá là nhiều những cái điều thú vị, giống như là cái việc mà mình làm flash này, làm siêu anh hùng ở trên One X 2 này. Anh em nào chưa xem video thì có lẽ là mình sẽ để link ở phía bên trên này cho anh em nhé. Và khi mà đánh giá một con camera thì chắc chắn là chúng ta sẽ có những cái điểm mà chúng ta không thích. Ở trên One X 2 thì các bạn cũng đã biết rồi, chúng ta có thể lên được cái độ phân giải đó là 5.7K và 30 frame. Còn khi mà anh em để cái chế độ là Steady Mode thì chúng ta có thể quay được là 2K. Và khi mà quay 2K ấy, thì mình cảm giác là cái chất lượng của nó rất là ổn. Thế nhưng mà khi mà chuyển sang cái chế độ là 360 và độ phân giải là 5.7K 30 frame thì mình thấy thật sự là cái chất lượng 5.7K này ấy, nó chưa thể nào mà đáp ứng được cái nhu cầu của mình. Đây là một cái điểm mà mình đánh giá chưa cao ở về cái chất lượng file ở trên One X 2. Và một cái điểm nữa mà mình vừa mới chỉ cho anh em ở trên đó là cái app Insta 360.
thì đây nó cũng là một con dao hai lưỡi đối với One X2, bởi vì là nó phụ thuộc quá nhiều vào cái app Insta360 này. Và mỗi cái file mà anh em quay ở cái chế độ 360 thì nó được mã hóa dành riêng cho cái app của One X2 rồi. Thế nên là anh em không thể nào mà copy file trực tiếp từ thẻ nhớ mà chúng ta đã quay được, mà chúng ta sẽ phải là xuất video ra điện thoại này, rồi từ điện thoại chúng ta sẽ chuyển sang máy tính để có thể là edit được. Và đây là một cái điểm mà mình thật sự là thấy hơi khó chịu ở trên One X2. Và nếu như mà anh em muốn đọc cái file ở trên thẻ ấy, thì bắt buộc chúng ta phải cài một plugin của cái app Insta360 này để có thể là xem file trực tiếp ở trên máy tính. Thì đây là một điều vô cùng bất tiện mà mình cảm thấy là không thích ở trên One X2. Và đó là những cái chia sẻ của mình sau một tháng sử dụng chiếc One X2 này. Và tất cả những link sản phẩm này thì mình sẽ để cho anh em ở dưới phần mô tả nhé. Cuối cùng thì đừng quên like và subscribe channel của Tokyo Camera nhé. Chào anh em.